Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tony Vlogs. Đó, tôi đã phải suy nghĩ dắt nát cái đầu óc mới ra được một cái kế hoạch drone rất là hoàn hảo. Và khi các bạn thấy Tiểu Phương đứng đây thì các bạn đã biết đối tượng của chúng tôi đó chính là Thành Ngáo. Các bạn có thấy đây là gì không? Là cái hũ phân giả đó. Cái này nó rất là sạch nha các bạn, nó không phải phân thiệt nha. Cầm nặng cho nó ra thành cục phân cho anh đi. Nè, xe lấy hai cái tay xe nó ra cục phân, hình dáng y hệt cục phân vậy đó. Đó các bạn thấy không? Thì ghê quá đi đó hả? Phần heo để đây đi nha. Rồi tiếp theo là cái này, các bạn thấy cái mặt đồng tiền này không? Một mặt có màu đỏ, một mặt có màu vàng. Rồi cái đồng tiền này có liên quan gì tới cho anh đâu? Có, tôi mới làm chứ. Bây giờ là cưng đợi Thành Ngáo đi học về là cưng sẽ dụ nó qua bên này cho anh, ok? Ok. Ngon chứ. Bữa nay tính cho anh em nữa hả vậy anh Vinh? Em không có bị anh mắc lừa nữa đâu nha. Wow. Đây đâu mà cho anh hoài các bạn. Hôm nay anh có một cái thử thách mới. Cái thử thách này đó là có thể giúp cưng mang về cho bản thân mình rất là nhiều tiền đó. Thiệt hả anh Vinh? Không có cho anh em nghe. Ok. Bây giờ không tin chứ vậy? Em không tin đó. Giờ anh với anh con Tiểu Phương chơi trước đi. Ok. Tiểu Phương, thấy cái này gì không? Thấy sợi Quixi. Cầm giùm anh đi. Anh tính lấy mấy cái Quixi này ra tổ chức trò chơi cho cưng. Giờ anh Tiểu Phương mà giờ cưng làm anh thấy ghét anh em mà mày không tin. Thiệt. Thấy cái đồng tiền này không? Đâu rồi? Đâu rồi? Trời. Đồng tiền đâu anh Vinh? Đó. Cái đồng tiền này cưng thấy có cái mặt này màu gì? Màu đỏ. Cái này không có màu. Ok, đúng rồi. Nếu mà anh vừa thả đồng tiền xuống mà cưng đập xuống gạch liền, giở tay lên mà nó vào cái mặt màu đỏ này thì cưng sẽ được thưởng một phần quà. Hiểu chưa? Hiểu. Cưng không lấy Quixi thì cưng lấy 10.000 để đi học. Dạ. Rồi bây giờ cho anh Tiểu Phương chơi trước nè. Tiểu Phương là đây. Chuẩn bị nha. Vừa thả xuống là đập liền nha Tiểu Phương, tập trung nhịn dưới đi nè. Đúng rồi. Màu gì đây? Màu đỏ. Lấy con Quixi tặng cho Tiểu Phương đi. Đó. Sao nhỏ nãy hên chứ? Thấy không? Mày không tin tưởng anh, giờ lần thứ hai nè. Đúng. Đó, ra màu đỏ nữa nè. Thấy chưa? Con Quixi nữa đưa cho ông Phương. Trời ơi, dễ ăn không? Trời ơi. Ok. Cầm con Quixi này cho anh Vinh nữa Phương. Đúng rồi. Dễ ợt à, mày nè. Đắp. Màu gì? 10.000 em lấy 10.000. Lấy 10.000 phải không? Lấy con Quixi đi, hết Quixi mới lấy 10.000 đưa cho nó. Đây. Một con. Cái thứ hai nè. Dễ quá. Mày nè. Đáp. Dạ học rồi, học rồi. Đáp không trúng rồi, không tính. Đáp. Cái gì đây? 10.000 chứ. 10.000 nha. Hay quá, tập trung xuống lần thứ ba nha. Nhanh lên nữa mới được nha, chứ chậm là không được à. Mày nè. Trời ơi, cũng kêu mà anh cũng dám cho anh em được nữa. Cứt giả, hử. Em nói thiệt nha, nhà Thành Ngáo này nóng tính lắm. Gặp cứt thiện cái nó quýnh anh luôn á. Chứ còn cái gì nữa, thử coi các bạn bóc cứt coi, các bạn có nóng không? Các bạn thích video này thì hãy like và share đăng ký cho Tony Vlog nha. Đúng rồi đó các bạn ơi. Rồi còn cái bọc Quixi này thì cho Thành Ngáo đó. Dạ. Rồi cục phân này cho luôn nè, bù lên 10.000. Rồi đi chọn lấy 10.000. Dạ. Rồi hẹn gặp các bạn những video sau. Bye.